38. Tìm kiếm một người thầy. Ajahn Chah và người xin làm đồ đệ. Một thiền sư từ miền Nam Thái Lan, người vốn được xem là một người thầy, đến gặp Ajahn Chah để xin được làm đệ tử. Nhưng Ajahn Chah đơn thuần nói với anh: "Nếu con tìm kiếm một người thầy, con sẽ không tìm thấy thầy. Nếu con đã có một người thầy, con sẽ không có người thầy. Nếu con ở với ta, con sẽ không gặp ta. Nếu con từ bỏ người thầy, con sẽ tìm thấy người thầy." Tuy nghe được câu trả lời ngắn gọn, có phần thất vọng, nhưng vẫn tin rằng Ajahn Chah là một người có sự thông tuệ sâu sắc. Nhà sư tỏ lòng kính trọng và đi vào rừng để suy ngẫm về những lời nói này. Thiền cả đêm, cuối cùng anh nhận ra rằng Ajahn Chah đang nói với mình rằng Dhamma thật sự sẽ được tìm thấy bên trong tâm của mỗi cá nhân, và Dhamma này là người thầy chân chính. Buổi sáng hôm sau, anh bày tỏ những hiểu biết của mình. Ajahn Chah đồng tình với anh, và nhà sư trở về ngôi chùa của mình, cảm thấy anh đã đạt được mục tiêu khi tìm gặp Ajahn Chah. 39. Con cua khôn ngoan. Ngày xưa có một cái ao rộng đầy cá. Thời gian qua đi, những cơn mưa giảm dần và cái ao cạn đi. Một ngày nọ, có một con chim bay đến bờ ao. Nó nói với bầy cá: "Thật tội nghiệp các bạn cá, nước chỉ ngập đến lưng các bạn thôi. Bạn có biết không, cách đây không xa lắm có một cái hồ rộng, sâu những mấy thước, bầy cá ở đó đang bơi lội rất vui vẻ." Khi những con cá trong ao cạn nghe được điều này, chúng rất phấn khích. Chúng nói với con chim: "Nghe hay đấy, nhưng làm sao chúng tôi đến đó được?" Con chim nói: "Không vấn đề gì, tôi sẽ dùng mỏ quắp các bạn đi, mỗi lần một bạn." Những con cá thảo luận với nhau: "Ở đây không còn tốt nữa rồi, nước không đủ ngập đầu bọn mình nữa. Chúng ta nên ra đi thôi." Chúng xếp hàng để được con chim tha đi. Chim quắp mỗi lần một con cá, ngay khi vượt ra khỏi tầm nhìn của cái ao, nó hạ cánh và chén sạch con cá. Rồi nó trở về ao, nói với họ rằng: "Bạn của mọi người bây giờ đang vui vẻ bơi lội trong hồ đó. Bạn ấy hỏi khi nào thì các bạn chơi chung." Nghe có vẻ rất tuyệt với lũ cá, chúng nôn nóng được ra đi và xô đẩy nhau để được xếp đầu hàng. Con chim chén sạch bầy cá như vậy, nó quay về để xem còn con cá nào nữa không. Nhưng chỉ còn lại một con cua. Con chim bắt đầu quảng cáo với con cua về cái hồ kia. Cua có đôi chút nghi ngờ. Nó hỏi chim làm sao để đến được đó. Con chim nói nó sẽ dùng mỏ quắp cua đi. Nhưng con cua rất khôn ngoan: "Hay như vậy đi, tôi sẽ ngồi trên lưng bạn. Tôi sẽ quàng càng vào cổ bạn. Nếu bạn định giở trò, tôi sẽ dùng càng đâm rách cổ bạn." Con chim rất bực mình vì điều này, nhưng nó cứ thử một phen, vì nó nghĩ rồi mình cũng sẽ ăn thịt được con cua đó. Nên con cua bò lên lưng nó và chúng bay đi. Con chim bay vòng vòng tìm một nơi tốt để hạ cánh, nhưng chỉ cần nó thử hạ xuống, con cua sẽ dùng càng bóp cổ nó. Con chim không thể hét lên được. Nó chỉ tạo ra những tiếng cục cục khô khốc, nên cuối cùng nó phải bỏ cuộc và đưa con cua quay về ao. Nếu bạn giống như những con cá, bạn sẽ lắng nghe những tiếng nói rằng mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu bạn quay trở về với những cách sống trần tục. Đó là một chướng ngại vật chúng ta gặp trên đường đi. Nên tôi hy vọng các bạn sẽ khôn ngoan giống như con cua này. 40. Những lời khuyên cuối cùng. Khi tâm chưa được rèn luyện, chúng ta có xu hướng chỉ tin vào yêu ghét của bản thân. Điều gì chúng ta thích là tốt, và điều chúng ta không thích là xấu. Thậm chí, chúng ta còn xem những thứ có hại là tốt, và nó là sự thật. Nhưng chỉ dành cho những tâm không đáng tin hay thay đổi của chúng ta. Nó không liên quan gì đến Dhamma, và nó không thật trong ánh sáng của thực tại. Người ta dạy rằng chúng ta nên đẩy mạnh tâm về phía Dhamma để bước vào Dhamma.
đừng cố gắng đẩy tham ma về phía tâm, giống như một tục lệ của xã hội. Một người yếu kém bình thường sẽ tìm kiếm một người quan trọng. Người quan trọng không cần tìm gặp một người bình thường. Nếu muốn đi theo con đường của Phật, chúng ta nên sẵn lòng tìm kiếm Phật và những bài giảng kinh của Ngài và nghiên cứu về chúng. Chúng ta không nên mong Phật đến và đưa những bài đó cho những đệ tử của mình, vì đây là phong cách truyền thống. Chỉ vì bạn thích thứ gì đó, nên bạn sẽ đánh giá nó tốt đẹp sao? Nó chỉ tốt với thói quen của bạn thôi. Đó là cái nhìn lúng túng của tâm chưa được rèn luyện. Nên trước khi tâm được rèn luyện kỹ lưỡng, chúng ta phải đẩy nó về tham ma và từ từ khiến nó đi theo tham ma. Cuối cùng, tâm là tham ma và tham ma là tâm. Rồi tất cả những hoạt động là tham ma, suy nghĩ là tham ma, mọi thứ chúng ta làm đều là tham ma. Đó là chân lý. Ngày xưa, có một con ốc sên và một con rắn sống trong rừng. Khi rừng bị cháy, chúng cố chạy thoát thân. Ốc sên đang bò rề rề thì thấy con rắn trườn qua. Nó thấy con rắn rất thật đáng thương. Tại sao? Vì con rắn không có chân, nên ốc sên đoán nó sẽ không thể thoát khỏi đám cháy. Nó muốn giúp rắn. Nhưng khi đám cháy lan ra, rắn trốn thoát dễ dàng. Còn ốc sên không làm được như vậy. Mặc dù nó có bốn chân, nhưng nó bị chết cháy ở đó. Đó là sự ngu ngốc của con ốc sên. Nó nghĩ, nếu bạn có bốn chân, bạn có thể dịch chuyển. Nếu không có chân, bạn không đi đâu được hết. Nên nó lo lắng cho con rắn. Nó tưởng rắn sẽ chết vì không có chân. Nhưng con rắn vẫn ổn. Nó không lo sợ vì nó có thể dễ dàng tránh được hiểm nguy đó. Đây là một cách để nói về những người có những suy nghĩ lúng túng. Họ cảm thấy tội nghiệp cho bạn. Họ cho rằng bạn ngây thơ vì bạn không giống như họ, không có những quan điểm và kiến thức như họ. Nhưng ai mới là người ngây thơ thật sự? Người ta có thể nhìn vào bạn và cảm thấy cách sống của bạn, mối quan tâm về tham ma, không có ý nghĩa gì hết. Những người khác có thể nói nếu bạn muốn tu tham ma thì bạn nên xuất gia. Xuất gia hay không không phải là điểm quan trọng mà là cách bạn tu tập như thế nào. Những người tục gia sống trong lãnh địa của những giác quan. Họ có gia đình, tiền và tài sản và liên quan sâu sắc đến mọi loại hoạt động. Nhưng đôi khi họ sẽ có được những hiểu biết tâm sâu sắc và thấy được tham ma trước những nhà sư hay ni cô. Tại sao vậy? Chỉ vì họ đau khổ vì tất cả những thứ này. Họ thấy được những sai lầm và có thể từ bỏ. Họ có thể buông tay sau khi đã nhìn thấy rõ ràng trong những trải nghiệm của họ, thấy được hiểm nguy và từ bỏ. Do đó, họ có thể tận dụng những tài sản của mình trong thế giới và mang lợi ích đến cho người khác. Mặt khác, chúng ta, những người xuất gia, lại ngồi đây mơ mộng về cuộc sống đời thường, nghĩ nó sẽ rất tuyệt. Phải rồi, mình sẽ ra đồng làm việc và kiếm tiền, rồi mình sẽ có một gia đình dễ thương và một ngôi nhà tiện nghi. Chúng ta không biết nó thật sự là gì. Những người tục gia đi ra ngoài làm việc, làm đến gãy cả lưng trên những cánh đồng, cố gắng kiếm tiền để sống sót. Nhưng với chúng ta, điều đó thật tuyệt. Những người tục gia sống trong một hình thức nhất định của sự thấu suốt và thực tại. Dù làm gì, họ luôn cố gắng làm tốt. Dù uống say, họ cũng lắng nghe thấu suốt và có được trải nghiệm nó là gì. Trong khi chúng ta chỉ có thể tưởng tượng nó thế nào. Nên vì những trải nghiệm của mình, họ trở nên mệt mỏi bởi những chuyện đó và nhận ra tham ma nhanh hơn những nhà sư. Một người nên là nhân chứng của riêng mình. Đừng bắt những người khác làm nhân chứng cho bạn. Nó có nghĩa là học cách tin tưởng bản thân. Người ta nghĩ bạn khùng, chẳng hề gì. Điều này cho thấy họ không biết gì về tham ma. Nhưng nếu bạn thiếu tự tin và thay vì vậy, bạn lại tin tưởng ý kiến của những người chưa được giác ngộ. Ngày nay, tại Thái Lan, thật hiếm người trẻ tuổi quan tâm đến tham ma. Có thể họ đến chùa một vài lần, rồi bạn bè trêu ghẹo họ. Này, tham ma, tham mô gì? Họ thay đổi phong cách sống, không còn thấy giá trị trong việc tìm kiếm niềm vui.
và bạn bè phàn nàn. Từ khi đi chùa, anh không còn muốn đi chơi hay đi uống rượu nữa. Anh bị sao vậy? Nên họ thường từ bỏ con đường. Lời nói của người khác không thể đo lường việc tu hành của bạn. Và bạn không nhận ra Dhamma vì những gì người khác nói. Ý tôi là Dhamma thật sự. Nghe những bài giảng kinh của người khác là cho bạn thấy con đường, nhưng không phải là kiến thức thật sự. Khi gặp đúng Dhamma, họ nhận ra nó trực tiếp trong chính mình. Nên Phật đơn thuần nói rằng, Ngài chỉ cho chúng ta thấy con đường. Khi giảng kinh cho chúng ta nghe, Ngài không hoàn thành con đường cho chúng ta. Không dễ như vậy đâu. Giống như có người bán cho chúng ta một cái cày để xới cánh đồng lên. Nhưng người đó sẽ không đi cày cho chúng ta. Chúng ta phải tự làm. Đừng đợi người bán làm giúp bạn. Một khi người đó đã bán rồi, thì họ chỉ lấy tiền và ra đi. Đó là phần việc của họ. Đó là những gì xảy ra khi tu hành. Phật cho chúng ta thấy con đường. Ngài không đi trên con đường đó giùm chúng ta. Đừng mong chờ người bán hàng sẽ giúp bạn xới cánh đồng lên. Nếu chúng ta hiểu cuộc đời theo cách này, nó sẽ thoải mái hơn một chút và chúng ta sẽ tự mình làm điều đó, rồi sẽ có hệ quả thôi. Những bài giảng kinh rất sâu sắc, nhưng những người nào lắng nghe có thể không hiểu. Nhưng đừng bao giờ để tâm, đừng suy nghĩ về khả năng thẩm thấu hoặc thiếu khả năng đó. Chỉ cần rèn luyện bằng cả trái tim, bạn sẽ có được hiểu biết thật sự. Nó sẽ mang bạn đến nơi những bài giảng kinh nhắc đến. Đừng tin vào nhận thức của người bình thường. Bạn đọc câu chuyện về những người mù và một con voi chưa? Nó là một minh họa cụ thể. Hãy tưởng tượng, có một con voi và một nhóm người mù đang cố gắng miêu tả con voi. Một người sờ vào chân và nói nó giống cột nhà. Một người sờ vào tai và nói nó giống như cánh quạt. Một người sờ vào đuôi và nói, không, nó không phải cánh quạt, nó giống như cái chổi. Người khác chạm vào thân và nói nó khác với những gì họ đã nói. Không có sự thống nhất, mỗi người mù đều sờ vào một phần của con voi và có một khái niệm hoàn toàn khác về nó. Nhưng nó là cùng một con voi. Trong tu hành cũng vậy, với ít kiến thức hay trải nghiệm, bạn chỉ có được những suy nghĩ hạn chế. Bạn có thể chuyển từ người thầy này sang người thầy khác để tìm kiếm những cách giải thích hay hướng dẫn. Cố gắng nhìn nhận xem họ đang dạy có đúng hay không và những bài giảng của họ so với nhau như thế nào. Một số người luôn đi khắp nơi để học từ những người thầy khác nhau. Họ cố gắng đánh giá và đo đạc, nên khi tọa thiền, họ luôn trong tình trạng lúng túng về cái gì là đúng, cái gì là sai. Thầy này nói như vậy, nhưng người thầy kia lại nói thế kia. Người thầy này dạy theo cách này, nhưng phương pháp của người thầy kia lại khác. Hình như họ không thống nhất với nhau. Nó có thể dẫn đến rất nhiều nỗi hoài nghi. Bạn nghe người ta nói về một người thầy rất giỏi, nên bạn đi gặp người thầy này để nhận được những bài giảng từ những Ajahn Thái, thầy Zen, sư phụ Vipassana và những người thầy khác. Đối với tôi, dường như hầu hết các bạn đã nghe giảng đủ rồi, nhưng xu hướng là luôn muốn nghe nhiều hơn để so sánh và cuối cùng hệ quả là xuất hiện mối hoài nghi. Mỗi người thầy thành công sẽ tăng thêm sự lúng túng sau này. Do đó, Phật Tổ nói, tôi đã giác ngộ thông qua những nỗ lực của chính mình, không có người thầy nào hết. Một nhà tu hóa duyên khổ hạnh hỏi Ngài, ai là thầy của ông? Phật Tổ trả lời, tôi không có thầy, tôi tự mình giác ngộ. Nhưng người hóa duyên chỉ lắc đầu và ra đi. Ông nghĩ Phật đang bịa chuyện và không quan tâm đến những gì Ngài nói. Ông tin không thể nào làm được gì nếu không có một người thầy cùng những lời hướng dẫn. Bạn theo học một người thầy tâm linh và họ nói bạn phải từ bỏ lòng tham và cơn tức giận. Thầy nói với bạn rằng chúng rất nguy hiểm và bạn cần phải từ bỏ chúng. Rồi bạn có thể tu hành và làm được như vậy. Nhưng từ bỏ lòng tham và cơn tức giận không xuất hiện chỉ vì thầy dạy bạn như vậy. Bạn phải thật sự tu hành và đạt được điều này. Thông qua tu hành,
bạn sẽ tự mình nhận ra được điều đó. Bạn thấy lòng tham trong tâm và từ bỏ chúng. Bạn thấy tức giận trong tâm và từ bỏ chúng. Người thầy không làm việc từ bỏ đó cho bạn. Người thầy giảng cho bạn nghe về việc từ bỏ, nhưng nó không xuất hiện chỉ vì thầy nói như vậy. Bạn tu hành và đến với nhận thức, bạn tự mình hiểu được điều này. Nó giống như Phật đang nắm lấy bạn và mang bạn đến đầu con đường, và Ngài nói với bạn, đây là con đường, hãy đi đi. Ngài không giúp bạn đi, bạn phải tự mình làm điều đó. Khi bạn đi trên con đường và tu Dhamma, bạn gặp Dhamma thật sự. Điều nằm bên ngoài bất cứ những gì mọi người có thể giải thích cho bạn nghe. Nên người đó tự mình giác ngộ, hiểu được quá khứ, tương lai và hiện tại, hiểu được nhân và quả, những nghi ngờ sẽ kết thúc. Chúng ta nói về từ bỏ và phát triển, từ bỏ và trau dồi. Nhưng khi qua trái của việc tập luyện được nhận ra, thì không có gì thêm vào và không có gì lấy ra. Phật dạy rằng đó là điểm chúng ta muốn đến, nhưng mọi người không muốn dừng ở đó. Những hoài nghi và gắn kết của họ khiến họ luôn di chuyển, lúng túng, khiến họ không thể dừng lại được. Nên khi có người đi đến nơi, nhưng những người khác vẫn đang ở nơi khác, họ sẽ không thể hiểu được những gì người đó đang nói. Họ có thể có những hiểu biết thông thái, nhưng đó không phải là kiến thức thực sự của chân lý. Thường thì khi nói về tu hành, chúng ta nói về phát triển và từ bỏ, về gia tăng những điều tích cực và loại bỏ những điều tiêu cực. Nhưng kết quả cuối cùng là tất cả chúng ta đều hoàn thành được. Đó là cấp độ của Sekha. Người cần phải rèn luyện những điều này và có cấp độ Asekha, tức người không cần rèn tập gì nữa. Khi tâm đã đạt được cấp độ giác ngộ hoàn toàn, thì không còn gì phải rèn luyện nữa. Một người như vậy không phải sử dụng bất kỳ quy ước nào trong giảng dạy và rèn luyện. Họ được nhắc đến như những người đã vứt bỏ mọi phiền muộn. Người Sekha phải rèn luyện trong những bước đi của con đường, từ lúc mới bắt đầu đến những cấp độ cao nhất. Khi người đó đã hoàn thành điều này, thì được gọi là Asekha, nghĩa là không còn cần phải rèn luyện, vì mọi thứ đã hoàn tất. Những nỗi nghi ngờ đã chấm dứt, không còn có tính cách nào cần phát triển nữa, không còn phiền não cần loại bỏ. Đó là nói về tâm trống rỗng. Một khi nhận ra được điều này, bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng từ bất kỳ thứ tốt hay xấu nữa. Bạn không bị dao động dù gặp bất cứ chuyện gì. Và bạn sẽ sống trong thanh tịnh và hạnh phúc. Trong lãnh địa của vô thường sẽ có những lúc khi chúng ta không thể tìm được những người thầy tâm linh để chỉ ra con đường cho chúng ta. Sau đó, sau một thời gian, những người thầy như vậy đôi khi sẽ xuất hiện, nhưng đó không phải là điều chúng ta luôn tin tưởng vào. Và khi không có những hướng dẫn tâm linh cho mọi người, chúng ta bị cản trở mạnh mẽ bởi những dục vọng và xã hội nhìn chúng ta bị thống trị bởi những dục vọng, tức giận và ảo tưởng. Nhưng tại thời điểm hiện tại, dù Phật giáo đã cố gắng để sống sót, dù người ta tu luyện nó theo cách rất xa vời so với chân lý về bản chất của chúng, chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội mà chúng ta đang có. Khi Phật Tổ nhập Niết Bàn, những dạng đồ đệ khác nhau, có những cảm giác khác nhau, có những người đã được Dhamma giác ngộ. Khi họ nhìn thấy Phật bước vào Niết Bàn, họ rất vui. Phật Tổ đã viên tịch rồi, Ngài đã đi vào cõi yên bình. Nhưng với những người còn những nỗi sầu muộn chưa được kết thúc, họ nghĩ, Phật Tổ đã chết rồi, bây giờ ai sẽ dạy chúng ta đây? Ngài trước đây chúng ta tôn kính đã ra đi rồi. Nên họ khóc than thương tiếc, điều đó thật tệ, khóc vì Phật như một đám ngu ngốc, suy nghĩ như những kẻ ngốc. Họ sợ sẽ không còn ai dạy họ nữa. Nhưng những người đã được giác ngộ hiểu rằng Phật chính là Dhamma mà người đã dạy chúng ta, dù đã qua đời thì những bài giảng kinh của Ngài vẫn còn đó. Nên tinh thần của họ vẫn rất mạnh và họ không thiếu những phương tiện tu hành vì họ hiểu Phật không chết. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được ngoại lệ của Dhamma.
không có gì giải thoát những rắc rối và đau khổ trong thế giới này và làm dịu ngọn lửa đang dằn vặt con người. Người bình thường trong thế giới này đang đấu tranh, chiến đấu, đau khổ và hấp hối trong cuộc đời ngây thơ của mình mà không thấy kết thúc, vì họ đã không đi theo con đường tâm linh đúng đắn. Nên hãy nỗ lực để cống hiến tâm và thân của chúng ta để khám phá những đạo đức và tâm linh để trở thành con người thật thụ, người sống theo những tham ma của con người. Chúng ta không phải nhìn vào những người khác và chỉ trích sự thiếu đạo đức của họ. Dù là những người gần gũi với chúng ta không thể tu hành, thì chúng ta nên làm trước những gì chúng ta có thể làm. Trước khi lo lắng về những thiếu sót của người khác, những ai trong chúng ta có hiểu biết nên tu hành ngay. Bên ngoài Tamma sẽ không có gì có thể mang đến bình yên và hạnh phúc cho thế giới này. Bên ngoài Tamma sẽ chỉ có đấu tranh để chiến hay bại, suy nghĩ ganh ghét và xấu xa. Một người đã bước vào Tamma sẽ từ bỏ những điều này và thay vào đó họ lan truyền lòng yêu thương và thông cảm. Dù chỉ có một chút Tamma như vậy thì cũng đã là lợi ích to lớn. Bất cứ khi nào một cá nhân có được những tính chất này trong tâm, thì con đường của Phật vẫn đang rộng mở. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Văn phòng Chùa Khuôn Việt, số 1355, đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08438. Website diệupapam.net. Kênh youtube.com/diệupapam. Thuật ngữ 1. Achan, nghĩa là thầy. 2. Achan Mun, sanh 1870, mất 1950, là thiền sư tân tiến nhất trong thế kỷ 20 tại Thái Lan và là thầy của hầu hết những sư phụ nổi tiếng nhất dùng Đông Bắc Thái Lan trong thế hệ của Achan Cha. 3. Hóa Duyên, nghi lễ của Phật giáo Theravada. Rời chùa vào lúc sáng sớm để đi nhận của bố thí. Những nhà sư đứng yên lặng với bát đựng đồ bố thí bên ngoài một ngôi nhà đủ lâu để quyết định xem những người trong nhà có cho họ gì không. Tại Thái Lan, những người cho đồ bố thí thường xếp hàng dài bên ngoài đợi những nhà sư đến. 4. Anatta, thiếu bản ngã cố định thật thụ, vĩnh cửu, được xem như hoặc chứa đựng những nhân tố của tâm và thân. 5. Anicca, tức vô thường, thường được Achan Cha dịch bằng không chắc chắn. 6. Arahant, ngưỡng cao nhất của sự giác ngộ trong Phật giáo Theravada, nghĩa đen là người đã rời xa những đau khổ hay người đã hủy diệt kẻ thù. 7. Ariyas, những nhân vật thiêng liêng, những người đã đạt được cảnh giới cao nhất của sự giác ngộ và do đó không còn là những sinh vật bình thường nữa. 8. Phikkhu, một nhà sư tu tại chùa, nôm na gọi là người có thể thấy được hiểm nguy trong dòng samsara. 9. Cây Bodhi, tức cây Bồ Đề, loại cây có tên khoa học là Ficus religiosa. Phật tổ đã ngồi dưới gốc cây này khi người đạt được giác ngộ tại Bodh Gaya, Ấn Độ. Bodhi có nghĩa là giác ngộ. 10. Bodhisatta, tức Bồ Tát, tức người đã thức tỉnh, người đã thề sẽ trở thành một thầy tu Phật giáo vì lợi ích của những người tự do khác. Trong những bài thuyết giảng của Theravada, những Bodhisatta thường được dùng để nói về kiếp trước của những vị Phật khi họ đang phát triển sự toàn thiện tâm linh
để trở thành Phật. 11. Buddha. Tên của Phật thường được sử dụng như một khách thể thiền ở Thái Lan, nghĩa là người thông thái. 12. Vô tử. Tình trạng thoát khỏi bể khổ, đứng bên ngoài vòng luân hồi của sinh và tử, cõi Niết Bàn. 13. Phiền muộn. Những cám dỗ tinh thần của những khao khát, ác cảm và ảo tưởng. 14. Tamma, chữ D viết hoa, nghĩa là Pháp, là những bài thuyết giảng của Phật, là sự thật, chân lý tối cao. 15. Tamma, không viết hoa chữ D, nghĩa là hiện tượng, nôm na là những gì đã xảy ra. 16. Dukkha, sự không thỏa mãn, bản chất đau khổ của sự tồn tại, phần đầu tiên của tứ diệu đế mà Phật Tổ đã thuyết giảng. 17. Lần hồi sinh thứ 8, tức lần tái sinh cuối cùng, người đã bước vào dòng suối của Niết Bàn sẽ được tái sinh không quá 7 lần trước khi đạt được cảnh giới cao nhất. 18. Bốn nền tảng của tâm niệm, hệ thống thiền cơ bản trong Phật giáo Theravada, bao gồm sự thấu hiểu sâu sắc về cơ thể, cảm xúc, tâm và Tamma. 19. Tứ Diệu Đế là bài thuyết giảng đầu tiên của Phật Tổ về chân lý của đau khổ, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt và con đường thoát ra khỏi bể khổ. 20. Jhana, sự thẩm thấu thiền, những trạng thái tập trung sâu sắc thường được phân chia thành 8 trạng thái. 4 jhana có dạng hình và 4 jhana không có dạng hình. 21. Khandha, phân chia, tức phân loại những thành phần tâm lý, gồm hình dạng thể xác, cảm xúc, ký ức hay cảm nhận, suy nghĩ tùy ý và nhận thức, thường bị nhầm lẫn là tạo thành một người hay bản ngã, nôm na là đống hỗn độn. 22. Kuti, tức am, là nơi cầu nguyện, thường là một buồng được xây dựng trên những cột trụ. 23. Lãnh địa thấp nhất, là trạng thái đau khổ cùng cực, thường ám chỉ những động vật, linh hồn đói khát và địa ngục. Nó cũng có thể mang nghĩa tình trạng đau đớn cực điểm về tinh thần của con người. 24. Luangpo, là danh hiệu của sự tôn kính và yêu thương dành cho một nhà sư lớn tuổi, có nghĩa là thầy đáng kính. 25. Phẩm chất, những tính chất tích cực của trí tuệ và những hoạt động được tích lũy lại. 26. Metta, tức lòng vị tha, công bằng chúc phúc cho tất cả mọi người, ai cũng như ai, có cả bản thân. 27. Niết bàn, là cảnh giới giác ngộ, vô điều kiện, thoát khỏi những khao khát, ác cảm và ảo tưởng. 28. Pasika Buddha, là người đã đạt được sự giác ngộ mà không cần người thuyết giảng, và cũng có khả năng thuyết giảng cho người khác, thường là những người sống cô độc. 29. Pali, phương ngữ của Sanskrit mà Phật dùng để thuyết giảng. 30. Hoàn hảo, những tính chất tinh thần được xem là nền tảng của sự nhận thức giác ngộ. Trong Phật giáo Theravada có 10 tính chất, bao gồm lòng hào hiệp, đạo đức, từ bỏ dục vọng, thông tuệ, nỗ lực, cảm thông, thành thật, quyết tâm, lòng vị tha và công tâm. 31. Samadhi, là sự tập trung, thiền định. 32. Samatha, tức thiền thanh định. 33. Samsara, tức vòng luân hồi sinh tử, vòng luân hồi của hai tồn tại có điều kiện và thỏa mãn. 34. Sangha, là cộng đồng những người làm theo những giáo điều của Phật giáo. Nó cũng có thể dùng để chỉ bất kỳ nhóm thầy tu nào, dù là tục gia hay tu tại chùa. Sangha như là một khách thể của nương tựa, cùng với Phật và những bài thuyết giảng để chỉ cho những người đã nhận ra giác ngộ.
35. Sankhara. Hiện tượng có điều kiện, đó là những gì có bắt đầu và kết thúc. Sinh và tử là phần thứ tư của ngũ uẩn. Nó chỉ là những suy nghĩ hay dạng thức tinh thần. Trong phương ngữ Thái Lan, nó có thể được dùng để chỉ thể xác. 36. Quan điểm bản ngã là hình thức cơ bản của bản ngã. Cảm nhận người đó không có gì ngoài một xiềng xích tinh thần chỉ được gỡ bỏ khi giác ngộ ở giai đoạn A-ra-hán. 37. Sila là những giáo điều hay đức hạnh, những phẩm chất hay nhận thức sẽ đưa con người đến với đạo đức. 38. Dòng suối chảy Niết Bàn. Những người đã đạt được cảnh giới giác ngộ đầu tiên đã bước vào dòng chảy của giác ngộ đầy đủ. Người này sẽ được tái sinh nhiều nhất là 7 lần. 39. Tathagata là một cụm từ để chỉ về Phật, có nghĩa là người đã ra đi. 40. Tu Đông là cách tu khổ hạnh đối với những nhà sư Theravada, dùng để chỉ nghi lễ rời khỏi chùa vào lúc sáng sớm, lang thang trong rừng hay những nghĩa địa và đi chân không đến thăm những nhà thuyết pháp và thiền sư. 41. Upong là một tỉnh ở miền đông bắc Thái Lan, nơi Ajahn Chah sống và là nơi Ajahn Mun được sinh ra. Cũng là tên của một thành phố thủ phủ cách Wapapong, ngôi chùa của Ajahn Chah, 5 dặm. 42. Vipassana, tức thiền nội tâm, nghĩa là những nhận thức đặc biệt. 43. Visakha Puja là ngày lễ tưởng nhớ đến sinh thần của Phật Tổ, giác ngộ và cái chết, Parinirvana. 44. Wat nghĩa là nhà chùa. 45. Wat Papong là chùa chính của Ajahn Chah, được xây dựng vào năm 1954 tại một khu rừng rậm khoảng 1.5 dặm từ ngôi làng quê hương ông. 46. Zazen tức tọa thiền.